Xin chào 500 anh em Sau 4 tháng thử nghiệm Thì ngày hôm nay Youtube đã Chính thức phát hành chức năng Lịch sử bình luận của khán giả Tới tất cả các kênh Thì để xem lịch sử bình luận của khán giả Chúng ta làm như sau à, Vào kênh của mình Ví dụ ở đây là kênh Việt Youtubers của, của, của tôi Click vào một video bất kỳ Xin chào 500 anh em Thử thách tối hóa ăn đề xuất Sell Youtube 2020 kéo xuống dưới phần bình luận của khán giả à, ví dụ như khán giả này du lịch Đài Loan này mình chạm tay vào đây chạm tay vào khán giả này thì sẽ hiện ra hồ sơ của cái khán giả này ở trên kênh của mình đây là những bình luận trên các video trước view ảo sắp bảo bị YouTube phát hiện như thế nào Bình luận này ở trên video 2,5 tỷ view một tháng, người ta đã tối ưu hóa như thế nào. Và ở dưới này hiện ra tất cả các cái kênh mà bạn du lịch Đài Loan này đã đăng ký. Với tính năng này thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu rõ những khán giả đã bình luận ở trên kênh của mình, người đó là fan ruột của mình. Đồng thời, chúng ta cũng có thể dễ dàng phát hiện ra đối với những thành phần phản động, những thành phần mà haters luôn luôn chỉ kiếm cách vào kênh của ta để quấy rối và phá hoại. Uhm, rất là tiện lợi trong việc quản lý và xây dựng cộng đồng khán giả của mình. Đừng quên tham gia nhóm kín Việt YouTubers mà mình sẽ để link ở dưới đây và lan tỏa tinh thần của Việt YouTubers chúng ta tự hào sáng tạo